Dạo gần đây anh chị thấy Hiệp ít chia sẻ các cái thông tin và đặc biệt là cái sản phẩm về thung lũng đại dương nó ít hơn hẳn so với trước đây. Lý do là tại sao? Bởi vì đơn giản một điều là người muốn mua anh chị nó nhiều hơn là người muốn bán. Và cái câu chuyện nó như thế nào Hiệp sẽ chia sẻ trong video này cùng với anh chị nha. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay Hiệp sẽ giải thích là tại sao khu vực thung lũng đại dương á, đợt gần đây là gần như không có sản phẩm để bán, hoặc là có ra sẽ được bán hết ngay. Và tại sao các anh chị ở rất là nhiều nơi khác nhau đang muốn tìm kiếm cái khu vực này. Và hôm nay là một cái cơ hội để cho các anh chị xem thử là cái cơ hội này có dành cho các anh chị hay không. Đầu tiên Hiệp xin chia sẻ lại cái lý do cơ bản để cái thung lũng đại dương nó hot. Đó là một là cái sản phẩm nó hạn chế anh chị. Bởi vì cả cái khu vực Tiến Thành này nè, không có cái khu vực nào mà cái sự ổn định nó y chang như cái thung lũng đại dương. Giấy tờ sổ sách nó rõ ràng như vậy, và nó gần Nova World anh chị, gần siêu thành phố 5 tỷ đô Nova World, thì nó không có cái khu dân cư nào mà nó bài bản kiểu này hết trơn. Tiến Thành nó không có khu dân cư, nó có hai cái khu tái định cư, thì một cái khu nó nằm ở trong lòng Nova World luôn rồi. Và bây giờ cái giá của nó tăng kinh khủng luôn anh chị, giá tăng kinh khủng luôn. Trước đây cái chỗ đó nó chỉ có vài trăm triệu thôi, nhưng mà bây giờ nó tăng gấp đến 20 lần rồi vẫn không có người bán. Và cái khu thứ hai tái định cư đó là cái khu thung lũng đại dương mà Hiệp hay chia sẻ với anh chị trước đây. Thì trước đây trong những cái khoảng thời gian mà giãn cách á, Hiệp nhìn thấy cái tiềm năng của khu này cực kỳ lớn, và Hiệp hay chia sẻ các cái thông tin, chia sẻ các cái sản phẩm, và có những cái lúc Hiệp toàn chia sẻ sản phẩm nó dưới giá thị trường không anh chị. Và rất nhiều anh chị đã tham gia, đã quyết định tham gia đầu tư vào cái thời điểm mà mọi người đang lo sợ, anh chị ra quyết định đầu tư, và hầu hết bây giờ các anh chị đó vẫn không muốn ra hàng. Anh chị đã có những cái khoản nhất định, cái biên độ lợi nhuận nhất định rồi, nhưng anh chị vẫn tiếp tục không muốn ra hàng. Chính vì vậy cái khu vực này hiện tại là cái người muốn mua nó nhiều hơn là người muốn bán. Tuy nhiên hôm nay sau khi phân tích thì Hiệp cũng sẽ dẫn anh chị đi xem một cái lô đất. Hôm nay Hiệp chỉ còn cái lô 100m thôi anh chị, chỉ còn lô 100m thôi, chứ còn lô 150m thì cả tuần nay rồi bên Hiệp không có nhận được cái sản phẩm 150m vì không còn sản phẩm để mà bán nữa. Nhưng Hiệp sẽ chia sẻ thêm một số cái thông tin để anh chị quan tâm có cái nhìn tổng quan hơn về cái khu vực thung lũng đại dương, cũng như là cả Tiến Thành hoặc là cả cái thành phố Phan Thiết. Cơ bản là những cái giá anh chị, cái tầm giá, bởi vì cái giá và cái thời điểm ra vào bất động sản á, nó quyết định đến cái sự thành công của anh chị. Đầu tiên là cái khu thung lũng đại dương là cái khu tái định cư của nhà nước làm, cho nên xét về độ ổn định, độ an toàn về mặt pháp lý gần như là tuyệt đối rồi anh chị, không thể là tốt hơn được nữa. Và nếu ví dụ như ở Mũi Né có những cái khu tương tự, thực ra nó không có vậy đâu anh chị, nhưng nó có những cái khu dân cư tương tự kiểu như thế này, thì cái sự an toàn về mặt pháp lý nếu so sánh thì cũng không thể bằng ở đây được. Nhưng mà Mũi Né thì cái giá nó đã rất là cao rồi. Và Mũi Né và Tiến Thành là hai cái vị trí nó cũng thuộc thành phố Phan Thiết luôn, nó cũng là gần biển và có rất là nhiều khu du lịch. Nhưng Tiến Thành gần đây được nhiều người biết đến hơn bởi vì nó đang còn giá rẻ nè, và đang có siêu thành phố và các cái dự án thành phần nó đang làm, nên đang được cái sự quan tâm rất là lớn. Và đặc biệt đó là giá anh chị, cấu thành cũng là từ giá mà ra. Cái điều thứ hai nữa là khu vực Tiến Thành anh chị, thì gần đây không chỉ là Nova World đâu mà có nhiều cái dự án khác cũng đang triển khai. Anh chị hãy thử hình dung nè, Nova World bỏ ra 5 tỷ đô để làm cái dự án của họ thì họ sẽ phải có rất là nhiều cái chiến lược đã hoạch định từ trước rồi. Vốn là 5 tỷ thì tổng cái giá trị họ thu về nó phải cao hơn, và anh chị hình dung được là một cái lực hút cực kỳ mạnh của Nova World nó sẽ bật cả khu vực này dậy. Cộng thêm là đại lộ 719B, chỉ cách cái vị trí Hiệp đang đứng này anh chị, đại lộ đó là 1.000 tỷ đang làm, chỉ cách vị trí Hiệp đang đứng có vài trăm mét thôi, thì ở Phan Thiết không thể nào tìm được một cái khu mà nó như thế này mà với cái mức giá chỉ có 10 mấy triệu anh chị. Trước đây thì Hiệp bán nó khá là rẻ, nó rẻ lắm, vì cái thời điểm nó rẻ thì Hiệp cũng sẽ bán rẻ cho các anh chị. Nhưng Hiệp cũng đã chia sẻ rất là nhiều video rồi, cái khoảng cách giá giữa hai cái vị trí gần nhất ở Phan Thiết thì là thung lũng đại dương này nè, cái vị trí này là nó đang rẻ nhất luôn, rẻ nhất. Còn cái rẻ nhì anh chị, cái vị trí rẻ nhì thì nó cũng hơn cái vị trí này đến khoảng 30-40% về giá. Vậy thì cái dư địa cho cái việc phát triển ở thung lũng đại dương còn cực kỳ lớn, bởi vì một là xét về giá nó đang ở đáy so với thành phố Phan Thiết, hạ tầng tương tự như thế này, các cái tiện ích tương tự như thế này thì nó là đang rẻ hơn cái vị trí nhì anh chị,
rẻ hơn vị trí thấp nhì là đến 30-40% lận. Thứ hai nữa là cái sự ổn định của khu này nó lại cao hơn. Và một cái điều cực kỳ ngon, cực kỳ được yêu thích đó là nó gần các cái tiện ích. Nó gần các cái tiện ích, nó gần các cái resort quá lớn luôn. Từ đây anh chị bước ra đầu đường cỡ 200m thôi, cái đầu khu anh chị đã nhìn thấy biển rồi. Và từ đây mình có thể đi các cái tiện ích rất là dễ. Một cái điều Hiệp thấy đó là một cái điểm cộng chứ không phải điểm trừ. Đối với một số anh chị đó là điểm trừ, mà đối với Hiệp nó là lại là điểm cộng. Bởi vì cái khu này á, nó là xuất thân, nó là khu tái định cư, nguồn gốc của nó là khu tái định cư. Cho nên nó sẽ có hầu hết là chỉ có nhà cấp 4 thôi anh chị. Vì ngày xưa nguồn gốc bà con lên đây ở làm sao mà có tiền nhiều để xây nhà lầu. Chính vì nó có nhà cấp 4, chính vì cây bao quanh và nó còn dơ dơ xấu xấu như Hiệp hay nói, thì cái giá nó mới rẻ. Và khi mọi thứ nó được chỉnh trang, mọi thứ nó được gọt giũa lại cho nó đẹp, thì mọi người lại bắt đầu thấy vào đây nó đã đẹp hơn rất là nhiều, thì lúc đó giá nó lên. Cho nên khi đầu tư nó phụ thuộc vào cái tầm nhìn, phụ thuộc vào các cái hoạch định và cái cách nhìn của anh chị về cái thị trường nó tổng quan. Đừng chỉ nhìn vào trong cái khu này không, mà anh chị hãy nhìn gần cái khu này nó có gì. Gần khu này có một ông lớn đang bỏ ra 5 tỷ đô để làm. Cho nên là bản thân Hiệp cực kỳ thích cái khu này, nó là như vậy. Và bây giờ anh chị thấy không, những cái chia sẻ của Hiệp nó đã mang lại giá trị rất là lớn cho những cái khách hàng đã đầu tư trước đây. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là bây giờ mình không còn cơ hội anh chị ha. Bây giờ cái giá nó đâu đó cũng khoảng 14-15 triệu một mét, thì Hiệp vẫn đánh giá nó vẫn là cái nhóm rẻ nhất anh chị. Vẫn chưa có anh nào rẻ hơn được cái vị trí này. Và sắp tới cao tốc hình thành và đi vào vận hành năm 2023 nè, sân bay nè, sân bay Phan Thiết anh chị, rồi Nova World cũng đi vào vận hành năm 2023 nè, đại lộ 719B và 719A cũng được cải tạo và làm xong nè, rồi sau đó là sân bay Long Thành khoảng 2025 nếu đi vào vận hành nữa. Cả những cái điều kiện này nó không chỉ ưu ái cho ở Đồng Nai, không chỉ ưu ái cho ở những cái khu vực nó gần sân bay anh chị, mà nó ưu ái cả cái khu vực này, cả cái khu vực này. Cho nên cái dư địa phát triển ở đây hầu hết các anh chị đã tham gia vào rồi á, sẽ thấy cái dư địa phát triển ở đây nó còn rất là lớn. Đó là cái lý do mà các anh chị vào rồi bây giờ không muốn bán nữa. Bởi vì anh chị nói với Hiệp là bây giờ anh bán thì ok được, nhưng mà em chỉ cho anh mua một chỗ nào tốt hơn đi. Thì cũng hơi khó anh chị, hơi khó để mà mua một cái chỗ tốt hơn nếu mà một khu dân cư vị trí tương tự nhé. Còn nếu anh chị chuyển đổi vị trí này mà qua đi mua đất xào thì đó là câu chuyện khác. Đó là một phân khúc khác, đó là một cái hoạch định khác. Còn nếu mà mua bán cái khu này đi để mua một cái khu tương tự, giá tương tự như thế này hoặc thấp hơn, thì có lẽ là không có ở Phan Thiết nữa rồi. Thì đây là cái câu chuyện. Và bây giờ Hiệp sẽ dẫn anh chị đi xem thử. Đây là cái lô đất ở đường số 2 rẻ nhất hiện tại. Đây là lô đất đường số 2 rẻ nhất hiện tại. Anh chị hãy cùng coi cái lô đất này nó như thế nào nha. Hiện tại trước mặt anh chị là cái lô đất ở khu vực đường số 2 Thung Lũng Đại Dương. Cái chỗ này là nó gần siêu thành phố biển 5 tỷ đô Nova World đang làm đó anh chị. Đó là cái lý do quan trọng nhất. Tuy nhiên thì đại lộ 719 kết nối theo cái hướng trước mặt anh chị đây, sắp tới mà được kết nối vào cái khu này thì phải nói là khu này rất là đẹp. Anh chị cứ hình dung á, là ở Mũi Né thì nó cũng giống y chang Tiến Thành thôi anh chị, cũng là một cái khu vực mà nó có du lịch biển á anh chị, du lịch biển nhiều resort. Thì khu Tiến Thành hiện tại cũng là du lịch biển, cũng có nhiều resort y chang như vậy. Nhưng mà có một cái mà rất là to ở khu vực này, đó là 5 tỷ đô của Nova đang được triển khai ở khu vực này. Thì đó là một cái lực hút phải nói là cực kỳ mạnh. Và với số vốn là 5 tỷ đô bỏ ra thì sẽ vận hành trong một khoảng thời gian rất là dài. Và vốn bỏ ra 5 tỷ thì tổng cái lợi nhuận thu về, tổng cái giá trị của Nova nó sẽ phải lớn hơn 5 tỷ rất là nhiều anh chị ạ. Cho nên là tại sao mà bây giờ rất là nhiều người có đất ở khu vực này bây giờ là không chịu bán nữa. Không chịu bán bởi vì đơn giản là bây giờ không tìm được ở đâu có một cái nguồn đất nó tốt hơn và nó hiệu quả hơn cái chỗ này. Quay lại câu chuyện là so sánh ở Tiến Thành với lại Mũi Né, thì Mũi Né là một cái mô hình nó đi trước Tiến Thành một khoảng thời gian. Tuy nhiên bây giờ Tiến Thành là một khu vực non trẻ và với quy hoạch có vẻ là nó đồng bộ hơn anh chị ạ, nó đồng bộ hơn. Cho nên ở Mũi Né mà có một cái khu dân cư mà bài bản như này thì nó không thực sự là có nha anh chị, trừ những cái khu mà đang làm, chưa có các cái dự án đang làm mà chưa có sổ sách thì có thể. Chứ còn những cái khu mà cái kiểu như này nè thì nó chưa có. Mà tương đồng như thế này thì giá nó đã cao hơn như này cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ nhiều anh chị. Ví dụ như là ở đây thì là chỉ có mười mấy triệu thôi, thì ở ngoài Mũi Né đang là 20 mấy triệu, ít nhất là gấp 1.5-1.7 lần. Đó là Mũi Né. Và khi ở khu vực này nó tăng lên mười mấy triệu như thế này, nó cũng không phải là tăng nhiều lắm anh chị. Bởi vì ở Phan Thiết nó vẫn hiện tại thời điểm
điểm này nó vẫn đang là giá rẻ nhất. Cho nên một số anh chị trước đây á, nghe cái phân tích của Hiệp và anh chị nhảy đi vào thị trường sớm, anh chị nghe xong anh chị thấy nó rất là hợp lý đi vào thị trường sớm, thì hầu hết các anh chị đã nhận được cái giá trị rất là lớn từ cái việc là nắm bắt cái cơ hội. Anh chị nắm bắt cái cơ hội trong đầu tư bất động sản thì cái cơ hội, cái thời điểm và cái khả năng phân tích kỹ thuật nó mang lại giá trị cho anh chị rất là nhiều, mang lại giá trị cho anh chị rất là nhiều khi mà mình biết nắm bắt cái xu hướng, có cái phân tích kỹ thuật rồi mình ra vào hợp lý. Thì tất cả các nhà đầu tư lão luyện thì cũng dựa trên các nền tảng này thôi anh chị, chứ không có phải là cái gì mà nó có một cái điều gì quá đặc biệt, nó chỉ phụ thuộc vào các yếu tố này thôi. Và một số anh chị là cứ nói là khu này nó nhà cấp 4 thôi mà nó sập sệ quá, thì đúng rồi, vì nó nhà cấp 4 nó sập sệ cho nên nó mới có cái tầm giá này anh chị ạ. Chứ nếu nó nhà lầu thì xung quanh mình hàng xóm toàn nhà lầu không thì nó phải ít nhất phải 20 mấy 30 triệu trở lên, bởi vì Phan Thiết là thành phố chứ không phải là một cái huyện. Thành phố trẻ, một thành phố về du lịch, nhưng cái tốc độ phát triển của nó khi mà các cái biến chủng cũng nó đã được kiểm soát rồi, cái nạn dịch bệnh nó đã được ổn định rồi, thì du lịch là một trong những ngành phát triển cực nhanh anh chị nha. Rồi quay lại cái câu chuyện, Hiệp sẽ chia sẻ thông tin của cái lô đất này cho anh chị. Đây là lô đất ở đường số 2, khu vực tái định cư Thung lũng Đại Dương. Cái khu vực này nó cực kỳ an toàn nha anh chị, vì nó là của nhà nước, nó có đường nhựa, nó có vỉa hè. Đây khu vực trước mặt, cái lô đất trước mặt anh chị đây là 5 x 20, 100 mét vuông hướng bắc. Giá hiện tại của lô đất này đó là 1 năm 50 nha anh chị, 1 tỷ 550 triệu, tức là 15,5 triệu một mét vuông. Ở đây là bối cảnh xung quanh, từ nãy giờ Hiệp quay bối cảnh xung quanh để anh chị hình dung được cái bối cảnh xung quanh là nó có cái gì. Con đường này rất là thẳng, và sắp tới theo cái quy hoạch thì cái khu này nó sẽ được rộng hơn rất là nhiều, vì ở đây cái quỹ đất tái định cư để dành lại cũng rất là lớn, và nếu mà sử dụng hết thì nó sẽ cực kỳ rộng nha anh chị. Bởi vì Phan Thiết có rất là nhiều cái dự án đang được xin chủ trương phê duyệt, thì tất cả các dự án đó nó sẽ phải giải phóng mặt bằng. Mà khi giải phóng mặt bằng á, thì có một số cái dự án có thể tái định cư được cho bà con, có một số dự án thì ví dụ là quy hoạch con đường hoặc là quy hoạch cái khu du lịch nào đó thì nó không tái định cư được cho bà con, thì sẽ đưa bà con lên khu tái định cư này. Cho nên đây là một cái quỹ đất còn lại để dành của thành phố Phan Thiết để sau này có thể phát triển được, sau này có thể là có cái chỗ an cư cho bà con khi mà giải phóng mặt bằng để làm một cái dự án nào đó ở đâu đó ở thuộc thành phố Phan Thiết. Rồi Hiệp xin báo giá lại lô đất này một lần nữa cho các anh chị. Đây là lô đất hướng bắc ở đường số 2, khu vực Thung lũng Đại Dương, thuộc Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lô đất này là có diện tích 5 x 20 hướng bắc, giấy tờ sổ sách đầy đủ, sổ hồng anh chị, sở hữu lâu dài. Giá lô đất này là 1 năm 50, tức là 1 tỷ 550 triệu. Rồi Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem, chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo vào ngày mai nhé.